Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng và em tiếp tục quay trở lại với anh em trong video tiếp theo chia sẻ về xe đây. Và đặc biệt hôm nay Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ anh em về một phần cực kỳ quan trọng. Và nó đang diễn ra ha, đó là trong vòng một tháng trở lại đây, là từ ngày 15 cho tới ngày 14 tháng 6, là tất cả các đợt những anh giao thông có thể là kiểm tra cũng như là giấy tờ tất cả các phương tiện. Thì đặc biệt chúng ta xài xe máy thì chúng ta phải hiểu và chúng ta phải biết những cái giấy tờ nào anh em cần chuẩn bị để anh em ra đường tự tin và không có bị tốn tiền. Thì nhân dịp này Dũng chia sẻ anh em để cho anh em hiểu rõ về vấn đề giấy tờ và những cái thủ tục nào anh em cần đem theo để anh em tránh mất tiền và xe cộ nó bị này nọ giam tùm lum hết. Thì hôm nay Dũng chia sẻ anh em để anh em rút kinh nghiệm nha. Ok, mà anh em vào video này luôn. Thì anh em biết là khi mà chúng ta tham gia xe máy thì Dũng chỉ nói riêng biệt về vấn đề xe máy thôi. Những cái bạn nào anh em nào có đi mô tô thì anh em tự tìm hiểu nha. Thì mình chỉ nói riêng biệt về xe máy luôn. Một số cái thủ tục giấy tờ là anh em cần chuẩn bị trong cái đợt gọi là giống như đợt người ta tập trung, người ta nói chung là cũng có thể bắt mọi phương tiện không cần phạm lỗi hay gì đó, thì những anh cảnh sát có thể là giao thông họ có thể bắt chúng ta tùy ý họ thôi, và họ cũng không có phải bắt buộc phải có lỗi phải gì, họ sẽ kiểm tra chúng ta giấy tờ bất cứ lúc nào chúng ta tham gia trên đường. Thì bao gồm khi mà anh em tham gia giao thông, bốn loại giấy tờ đầy đủ này thì anh em cũng có thể tự tin mà mình lái xe và mình cũng không có sợ vi phạm và tốn tiền nha. Thì bốn loại giấy tờ này bao gồm giấy tờ gì? Ok, đầu tiên mà anh em cần đem theo đó là cái giấy tờ, đó là cái gì? Đó là giấy đăng ký xe của chúng ta. Khi mà anh em mua xe mới hay gì đó, anh em mua trong cửa hàng thì anh em đi làm giấy tờ hay gọi là cái cạc quạt xe nó màu xanh xanh ép nhựa đó anh em. Cái đó là cái giấy tờ đầu tiên anh em cần đem theo và đem theo trên mình mỗi khi mình ra đường luôn nha anh em. Ok, cái giấy tờ đầu tiên. Rồi giấy tờ nữa là anh em cần đem theo đó là bằng lái xe của anh em nha. Thì anh em tham gia xe máy thì anh em cần phải có một cái bằng lái xe. Thì anh em làm theo cái bằng lái xe mới hiện tại là nó ép nhựa giống như cái thẻ ATM á. Thì anh em cần đem theo cái loại là bằng lái xe A1 của mình là anh em có thể tham gia giao thông bình thường. Và cái thứ hai đó là cái bảo hiểm mà anh em khi mà mua xe mới á, thì người ta nói anh em nên mua cái giấy bảo hiểm thì nó tầm 60 mấy ngàn gì đó, trong hãng á, anh em cũng có thể mua. Thì nó thời hạn tùy theo anh em mua, thí dụ 1 năm hay 2 năm, đó là giấy tờ gọi là giấy bảo hiểm thuộc chủ cá nhân của các anh em á. Thì cái đó là cái giấy tờ thứ ba. Rồi giấy tờ cuối cùng á, đó là anh em mang theo á, đó là giấy chứng minh của mình nha. Thì bốn loại giấy tờ đó anh em đem theo thì anh em cũng có thể tham gia giao thông một cách di du trên khi mà anh em tham gia phương tiện xe máy nha. Trong cái đợt này á, thì anh em cũng nên khi mà ra đường cũng như cái đợt khác, đợt nào cũng vậy thôi, nhưng mà đặc biệt là cái đợt này thì tất cả các phương tiện đều phải dừng khi mà được gọi là những anh cảnh sát mình phạt và đưa vô đường, tuy là để hỏi giấy phép lái xe hay tất cả mọi giấy tờ để đầy đủ. Nhưng mà phần là một số anh em nào hãy lưu ý nha, là anh em những cái anh em nào mà hay độ tem xe hay là gắn kiến xe và gắn bô xe thì anh em không nên ra đường nha. Thì có thể anh em ra đường thì anh em bị phạt rất nặng, cho dù anh em có bốn loại giấy tờ mà mình đã nêu cho anh em biết á, thì những cái dạng anh em thay đổi kết cấu trong giai đoạn này thì chắc chắn anh em sẽ là những cái người dễ bị chú ý nhất và dễ bị đưa vô lệ bị phạt nhiều nhất. Đó là phần lưu ý cho một số anh em hay thay đổi kết cấu xe và độ tem xe cũng như là móc bô lên bô gì đó. Ok, một cái lưu ý trong giai đoạn này nữa, đó là khi mà anh em tham gia giao thông thì anh em nên đảm bảo cái phần là xe của chúng ta phải là xe chính chủ nha. Anh em cũng có thể là mua xe nhưng mà anh em chưa sang tên thì hãy tranh thủ gấp rút mình đi sang tên đi. Còn nếu không thì anh em cũng ít nên sử dụng cái phương tiện mà chúng ta mượn, hay là chúng ta mượn của cha, của mẹ, của anh, của chị với anh ta ra đường mà chúng ta đi quãng đường xa này nọ thì dễ bị phạt lắm nha anh em. Thì anh em một là giấy tờ đầy đủ của mình chính chủ, xe của mình chính chủ thì anh em chạy chỉ cần bốn loại giấy tờ đó thì anh em chạy rất tự tin. Còn xe mà anh em không phải chính chủ, dạng của anh em mượn hoặc anh em mua mà không có dạng là mình chưa có sang tên á, thì anh em nên cẩn thận trong giai đoạn này nha. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới tiền bạc của anh em cũng như là xe cộ anh em không biết là nó sẽ đi về đâu. Thì đó là cái một số cái lưu ý khi mà anh em tham gia giao thông bằng xe máy. Rồi ok, thì
nhân cái diện là hôm nay á, là có một số cái dạng là một số cái chương trình đó, đó là những anh công an là đang tập trung bắt mọi phương tiện về thổi nồng độ cồn, độ xe, tất cả mọi thứ, và để giống như kiểm tra giấy tờ cũng như là giấy bảo hiểm của anh em. Thì mình cũng nhân tiện đây mình cũng đã chia sẻ một số cái anh em để chuẩn bị giấy tờ này nọ để mình tham gia giao thông một cách tự tin và mình đỡ có tốn tiền. Thì đó là một số cái chia sẻ của Dũng. Thì anh em cảm thấy video này có thể giúp ích được cho anh em và anh em biết thêm một số cái loại giấy tờ cần chuẩn bị khi mình ra đường để mình không có gọi là không có sợ sệt này nọ và chạy xe một cách bình thường. Thì anh em cũng có thể chia sẻ, và anh em chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh mình nha. Ok, hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào anh em.